chưa? Đây. Sao nữa? Nhã này. Đây là cái nhã. Hồi nãy cắn rồi. Đây là cái nhãn. Hồng nhỏ nè. Đây. Con lắm luôn á. Ăn gì ngọt luôn á. Thì khán giả cũng thấy ha, đó là anh chàng nhà con cả của mình, ảnh rất hào hứng vì vấn đề bán nông nghiệp của Hiển. Thì Hiển có hai cậu con trai, thì không biết là một trong hai cậu có cậu nào mà đi là theo ngành nông nghiệp của Hiển không? Thì đó là anh chàng nhí review của Hiển đó nha. Hai chị Trung Quy thì nó mới 4 tuổi mấy các bạn, nó gần 5 tuổi rồi. Thì bây giờ thì có những cái mà cảm nhận của con cái mình cũng phải xem xét lắng nghe nó. Nó rất là hào hứng vấn đề làm ăn nông nghiệp này, về cây ăn trái này nọ đồ kia ha. Thì nó rất là thích cái dự án này. Nên Hiển rồi nãy giờ Hiển nó tới đâu rồi ta? Đang quay clip cái có chị và chị ở Đắk Nông điện vô, thì cũng nói chuyện cái buổi nãy giờ Hiển cũng không biết nó đeo thì rất là ha. Thì hiện tại giờ thì mình cũng đang hướng dẫn cho hai đứa con mình, nó sẽ theo hai ngành. Trước mắt thì muốn cho nó theo thì phải cho nó thích cái đã. Thì Hiển đang cho ông anh cả là con trai lớn mình á, là nó sẽ đi tiếp xúc cái cây ăn trái ngoài vườn mình này. Cho con nó thích đi rồi sau đó mình định hướng cho con. Nó phải thích thì nó mới làm, chứ còn không thích ép nó thì cũng chẳng được gì đâu các bạn. Đó thì thằng nhí của mình nó quay đó các bạn thấy ha. Hiện cũng chưa bao giờ Hiển nghĩ là cậu con trai nhà mình ổng lại thích như thế này. Ổng khoái gì về Tiền Giang lắm. Vì ba cái có vườn có cây ăn trái rồi, cái nó ngồi đi chơi cũ đi vườn hoài à. Nhưng mà không biết gì, sau này khoảng 10 năm, 15 năm, 20 năm gì đó biết nó còn thích hay không. Nhưng mà trước mắt thì mình muốn định hướng cho con thì mình nên làm cái gì. Nhưng mà nó hứng thú, nó thích, nó tìm rồi nó học thì đi. Thì sau này mình sẽ dễ dàng hướng dẫn con hơn. Thì không biết các bạn thế nào, chứ còn riêng Hiển thì Hiển vẫn hướng con mình về hai ngành chính là ngành y và ngành nông nghiệp. Các bạn nhiều người cứ nói sao muốn con mà gì cái làm cái gì đó nó khỏe khoắn hơn không, chỉ có ngành nông nghiệp ngành y thôi. Có ai giống khán, có khán giả nào giống tôi không? Rồi thôi, Hiển kết thúc clip này nghe các bạn. Cảm ơn khán giả đã xem Hiển nha.